Sáng ngày 6 tháng 1, Công đoàn Phường Hoàng Văn Thủ đã tổ chức khai mạc đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Bùi Văn Khước, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội còn có các đồng chí thường trực đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trần tổ quốc phường và đông đủ đoàn viên công đoàn phường. Trong nhiệm kỳ qua, những mục tiêu đại hội công đoàn phường lần thứ năm đề ra đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức, đóng góp tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nổi bật như hoàn thành 5 trên 5 chỉ tiêu nhiệm kỳ, làm tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức viên chức lao động trong cơ quan. Công đoàn phường phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức cho cán bộ đoàn viên công đoàn đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm. Ban chấp hành công đoàn kịp thời động viên thăm hỏi, chia sẻ tới đoàn viên công đoàn và người thân khi ốm đau, lễ Tết, Tết Trung thu, khen thưởng con đoàn viên công đoàn có thành tích trong học tập, rèn luyện, tổ chức sinh nhật cho đoàn viên công đoàn công đoàn phường hoa văn thụ phát động cán bộ đoàn viên tham gia và ủng hộ các loại quỹ do liên đoàn lao động cấp trên phát động đạt kết quả cao tổ chức phát động đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua với nội dung hình thức phong phú chỉ tiêu thi đua cụ thể như phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo giỏi việc nước làm việc nhà gắn với phong trào phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc tăng cường kỳ cương nâng cao trách nhiệm nụ cười công chức khẩu hiệu hành động ba hơn. Đồng thời trong nhiệm kỳ qua, ban chấp hành công đoàn phường Hoa Văn Thụ đã chú trọng tới công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn. Ban chấp hành công đoàn đã luôn đoàn kết, thống nhất cao, nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác, bám sát quy chế hoạt động để chỉ đạo tổ chức thực hiện. Với các thành tích đã đạt được, công đoàn phường được liên đoàn lao động thành phố đánh giá thi đua công đoàn cơ sở hàng năm đạt vững mạnh xuất sắc và tặng giấy khen được Liên đoàn Lao đo động tỉnh tặng bằng khen các năm 2020-2021. Nhiều cán bộ đoàn viên công đoàn được khen thưởng của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao đo động thành phố và Liên đoàn Lao đo động tỉnh. Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành khóa 6, bầu đồng chí Lê Thị Thanh Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường khóa 6, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên